Tam thiên thần hợp cùng chư thánh, nào đồng thanh hát một lời người ca Thiên Chúa, người mừng Chúa uy linh, phụng thờ Chúa thiên bình, đã thương ban phúc lộc trường sinh cho hàng thần thánh hiền vinh. Kinh thánh tông đồ xưng nên nền hội thánh thành đồ, tiếp nối cơ đồ đi giao truyền tình thương Thiên Chúa. Xưa gian nguy giông tố bao vùng, luôn khiến chúng tin mến đến cùng. Nay cao sang vinh sáng, Chúa cho vẻ vàng. Kinh thánh từ đạo đã không màng năm tháng phù hoa, muôn sông an hòa như khi đời gặp phong ba tới. Tâm không ngời tin thác vững vàng, thân hiên ngang hy tế sẵn sàng. Nay cao sang vinh sáng, Chúa cho vẻ vàng. Mừng vui lên với nhân trần, tam thiên thần hợp cùng chư thánh, nào đồng thanh hát một lời người ca Thiên Chúa. Người mừng Chúa uy linh, phụng thờ Chúa thiên bình, đã thương ban phúc lộc trường sinh cho hàng thần thánh hiền vinh. Thần hợp cùng chư thánh, nào đồng thanh hát một lời người ca Thiên Chúa. Người mừng Chúa uy linh, phụng thờ Chúa thiên bình, đã thương ban phúc lộc trường sinh cho hàng thần thánh hiền vinh. Kinh thánh mục tử Chúa nhân từ thương tới gọi mời, dân bước trong đời hy sinh vì đoàn chiên của Chúa. Khi khang an trao phát phúc tràn, khi nguy nan kêu khấn dẫn đường. Nay cao sang vinh sáng, Chúa cho vẻ vàng. Kinh thánh trên trời đã xong đời thanh khiết thiện tâm, những lúc thăng trầm vẫn âm thầm cây trồng nơi Chúa. Luôn hy sinh dâng hiến hết tình, gương công minh soi chiếu giữa đời. Nay cao sang vinh sáng, Chúa cho vẻ vàng. Mừng vui lên với nhân trần, tam thiên thần hợp cùng chư thánh, nào đồng thanh hát một lời người ca Thiên Chúa. Người mừng Chúa uy linh, thờ Chúa thiên bình, đã thương ban phúc lộc trường sinh cho hàng thần thánh hiền vinh. Cho hàng thần thánh hiền vinh. Cầu cùng hết mọi cư dân đều do
Chúa là vua, nền trái đất người dựng trên biên rộng, đất vương vàng trên làn nước mênh mông. Kinh lạy Chúa đó chính là dòng dõi ai hiền lương, từ muôn phương hằng tìm kiếm mong thánh nhân của Ngài. Trèo núi Chúa và sông trong thánh đài, hỏi ai sẽ được đây? Đây là người bàn tay chẳng hồ nhớ, lòng thơ giữ sạch trong tranh vương, thờ lạy bao ngao tường và lẽ thường tranh đường hướng gian ngon. Kinh lạy Chúa đó chính là dòng dõi ai hiền lương, từ muôn phương hằng tìm kiếm mong thánh nhân của hồng ân tràn cuộc sống là do Chúa thương con. Dòng dõi đó hằng tìm thánh nhân người và kiếm tìm cho nhà Israel. Kinh lạy Chúa đó chính là dòng dõi ai hiền lương, từ muôn phương hằng tìm kiếm mong thánh nhân. Hãy dâng lời tạ ơn
điều thần thánh, hãy ca khen dành Chúa muôn đời. Hãy ca khen dành Chúa muôn.